Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Clip hôm nay thì mình sẽ làm clip test đĩa album Vol 1 của anh ca sĩ Nguyên Chấn Phong, có tên là Anh Sẽ Lau Nước Mắt Cho Em. Bây giờ mình sẽ mở ra mình test cho các bạn xem nha. Mình sẽ review sơ cho các bạn xem chiếc đĩa này nha. Đây là tấm hình bên trong đây các bạn. Album này thì không có CD các bạn ơi. Có rất là nhiều bản nhạc hay luôn. Nguyên Chấn Phong thì sáng tác khá là nhiều bản nhạc hit luôn các bạn. Đây tem cục mỹ thuật biểu diễn nha, các bạn hãy xem. Và bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha. Chào các bạn.